Xin chào tất cả bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho tất cả các bác một cái bộ đỉnh ngũ sự bằng đồng cắt tút 100%. Bên nhà em đang chào bán với giá là 12.680.000. Và trong cái thời gian này nhà em đang được tặng kèm cho tất cả các bác một cái bộ ấm chén bằng đồng của Thái Lan. Nó gồm có 7 món rất là đẹp và chỉ với cái giá là 12.680.000 bao vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Như các bác đang thấy đây là cái bộ đỉnh ngũ sự là gồm có 5 món là đôi hạc, đôi nến và một cái đỉnh rất là lớn. Chất liệu là bằng đồng cát tút 100%. Đồng cát tút đấy em nói qua là cái đồng ngày xưa, những cái đồng rất là nguyên chất và rất là dẻo, làm từ vỏ đạn hay là vỏ bom, là những cái người thợ người ta lấu lên và người ta tạo ra cái tác phẩm này. Thế thì tại sao lại dùng cái đồng cát tút để làm? Thì cái đồng cát tút ấy, cái đặc tính của nó là đồng nguyên chất nên nó rất là dẻo. Thế nên là người ta mới có thể làm ra được cái tác phẩm mà nó mềm mại. Đó, nó mềm mại và nó có hồn, có sắc như các bác đang được chiêm ngưỡng đây. Ở trên đây là một cái con nghê, những cái họa tiết nhỏ như này thì mài giũa bằng tay. Đấy, cho nên là phải dẻo thì mới làm được kỹ, thì nó mới có hồn. Rất là đẹp như các bác đang chiêm ngưỡng đây. Và nhà em đây là làm thủ công, những cái người thợ người ta tạo ra khuôn, cốt, đúc, rồi là màu, là hoàn toàn là làm thủ công. Một cái bộ này làm cũng rất tốn rất nhiều thời gian, rất là đẹp. Đó, cái đôi hạc này cũng là một cái điểm nhấn, một cái điểm nhấn để mà các bác trưng bày ở trên những cái phòng thờ, ở tại gia, phòng thờ họ hay là tiến cúng vào chùa đình đền thì cũng rất là ý nghĩa và rất là đẹp. Và tổng trọng lượng của cái bộ đỉnh ngũ sự này là 22 cân, hơn 22 kg, và đạt đồng nguyên chất 100%. Em đang bán với giá là 12.680.000. Và trong thời gian này là đang được tặng cho các bác một cái bộ ấm chén bằng đồng của Thái Lan. Đó, chất liệu là cũng là bằng đồng 100% như các bác đang được chiêm ngưỡng đây. Rất là đẹp nhá. Đó, hàng cũng là hàng kỹ và đây là hàng quà tặng. Đó, rất là đẹp. Thì các bác hay theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi, hàng của nhà em thì không có cái hàng tào lao. Đó, tất cả đều là hàng kỹ hết. Thì ở đây em đang giới thiệu đến cho tất cả các bác là một cái bộ đỉnh ngũ sự. Và cân nặng là từ 22 cân, hơn 22 cân. Đó. Và cái đỉnh này là không có cốt các bác ạ. Rất là đẹp. Như các bác có thể chiêm ngưỡng cho em. Đó, rất là đẹp. Và cực kỳ là nhẵn. Các bác ở xa thì em có thể là giao toàn quốc cho tất cả bác theo đường bưu điện. Em sẽ đóng gói cẩn thận, không xót xát, theo đúng nguyên mẫu như nhà em đang quảng cáo ở đây. Là các bác có thể cân, mài, giũa, là xem có phải là bằng đồng hay không, rồi các bác mới nhận hàng rồi thanh toán cho nhân viên bưu điện, rất là tiện lợi và các bác không phải mất tiền cước vận chuyển. Đó, thì với cái bộ đỉnh ngũ sự này đó, thì mình để bày rất là đẹp các bác ạ. Và em xin báo giá lại, với cái bộ đỉnh ngũ sự này của nhà em là gồm có một đỉnh lớn, đôi nến và đôi hạc, là hơn 22 kg, em bán với giá là 12.680.000 và được tặng kèm một cái bộ ấm chén bằng đồng cực kỳ là sang trọng. Đó, 7 món. Tiếp theo là đo kích thước cho các bác cùng xem chi tiết. Đó, rồi bây giờ em sẽ đo cho các bác nắm hơn được cái kích thước để các bác có thể là ướm vào cái bàn thờ của nhà mình. Chiều cao của đỉnh là, đây, chiều cao là chuẩn là 57 cm nhá, 57. Chiều cao của đỉnh là 57 cm. Chiều cao của nến, chiều cao của nến đến cái đài sen các bác nhá, đến cái đài sen là 46 cm. 46 cm. Chiều cao của con hạc đây, chi tiết cho các bác là 62, số rất đẹp các bác nhá, 62 cm. Đó. Đây là cái chiều ngang giữa hai cái tai của cái bộ đỉnh. Chiều ngang giữa hai cái tai của bộ đỉnh thì nó vào là 39 cm thôi nhá, gần 40 này, 39 đến 40 cm. Rất là đẹp. Đấy. Thì các bác có thể chiêm ngưỡng kỹ cho em.
Và cái người thợ người ta mài rũa bằng tay thủ công. Mình tinh ý thì mình có thể nhìn được những cái vết mài của người ta làm. Đấy, những cái vết mài rất là đẹp. Thì một cái bộ này thì của nhà em làm không có nhiều, chỉ có vài ba bộ khách đặt thì còn dư. Đó. Cho nên là các bác nào nhanh tay gọi điện cho em theo cái số điện thoại là 0886228822 hoặc 0967878778 để đặt hàng cái bộ đỉnh này. Số điện thoại em đang được hiển thị ở trên màn hình, hoặc các bác có thể là kết bạn với em số Zalo theo hai số điện thoại trên để được tư vấn rõ hơn, tư vấn về cách đặt sao cho đúng, sao cho đẹp. Đó, tư vấn mua hàng đặt hàng như thế nào em sẽ hỗ trợ cho các bác khi các bác ưng ý thì thôi. Đấy, và cả bộ này thì nếu mà các bác là muốn đặt thêm ví dụ đôi nọ chẳng hạn hay là những cái món khác thì các bác có thể liên hệ. Ngoài ra nhà em thì có rất nhiều với cái bộ đồ thờ này, thì gồm có như các bác đấy, đây là đôi lọ sen, chất liệu là cũng bằng đồng 100%. Đấy, giá cả thì rất là phải chăng, rất là đẹp, đầy đủ đĩa rồi là bộ cốc. Đúng rồi, là rất báo là giá thêm cho các bác thôi. Đó, thì đây là em tư vấn thêm cho các bác. Nhà em là đầy đủ, từ hàng to đến hàng bé cái gì cũng có. Nhưng mà với cái bộ đỉnh này đang là cái bộ đỉnh đẹp nhất của nhà em. Hiện tại là cửa hàng là chỉ còn có 3 bộ. Cho nên là bác nào nhanh tay thì gọi điện cho em theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Em là Toàn Phong Thủy. Đấy, rất mong là được phục vụ cho tất cả các bác.